Lạy chư Bồ Tát ở nơi tất cả học xứ Bồ Tát, được nghe chư Bồ Tát đã nhập đại địa rộng lớn vô lượng không thể nghĩ bàn. Trường thời hành các học xứ cực khó hành mà tâm không kính sợ, cũng không khiếp nhược. Bồ Tát khởi nghĩ như vậy, vị kia cũng là người, dần dần thứ lớp tu học tất cả học xứ rộng lớn vô lượng không thể nghĩ bàn của chư Bồ Tát, thành tịnh thuần ngữ, thành tựu viên mãn tất cả luật nghi giới. Ta cũng là người, nếu thứ lớp tu tập quyết trắc không nghi sẽ thành tựu như vị kia, thành tịnh thuần ngữ, thành tựu viên mãn tất cả các luật nghi giới. Lại trừ Bồ Tát trụ luật nghi giới, thường quán xét kỹ lỗi mình, không quán xét lỗi người. Đối với tất cả hữu tình phạm giới hùng ác, Bồ Tát hiện tiền phát khởi tâm không tổn hại, cũng không sân khỏe đối với kẻ kia. Bồ Tát sanh lòng đại bi bậc thượng, hiện tiền phát khởi tâm lân mẫn thần thiện, tâm muốn làm nhiều ích. Lại chư Bồ Tát trụ luật nghi giới, tuy bị người dùng tay, chân, đá, dao vậy, gia hại, tâm còn không chút oán giận, huống chi muốn dùng lời ác, muốn làm gia hại, phát lời hủy nhục quát mắng, lại cũng không làm điều gì không nhiều ích, ngay cả một sự gia hại nhỏ nhất đối với kẻ kia. Lại chư Bồ Tát trụ luật nghi giới, thành tựu đầy đủ năm tri, nhất vào hạnh không phóng dật. Một, hạnh không phóng dật câu hành tiền tế. Hai, hạnh không phóng dật câu hành hậu tế. Ba, hạnh không phóng dật câu hành trung tế. Bốn, lúc sau thời đầu thực hành hạnh không phóng dật. Năm, mọi thời đều hành không phóng dật. Chư Bồ Tát chân chánh tu học học xứ Bồ Tát, hoặc ở quá khứ Bồ Tát đã từng hủy phạm như pháp vô trừ, đây gọi là Bồ Tát hành hạnh không phóng dật câu hành tiền tế. Hoặc ở vị lai Bồ Tát sẽ hủy phạm như pháp hối trừ, đây gọi là Bồ Tát hành hạnh không phóng dật câu hành hậu tế. Hoặc ở hiện tại Bồ Tát hủy phạm liền như pháp hối trừ, đây gọi là Bồ Tát hành hạnh không phóng dật câu hành trung tế. Nếu chư Bồ Tát ở lúc sau thời đầu sẽ có hủy phạm từ phát khởi thể nguyện mạnh mẽ trụ nơi an lạc như vậy, ta quyết định phải như điều nên hành, như điều nên trụ, như vậy mà hành, như vậy mà trụ, đều khiến không phạm, để gọi là Bồ Tát lúc sau thời đầu thực hành không phóng dật. Nếu Bồ Tát lấy thời đầu hành không phóng dật làm chỗ nương, như điều nên hành, như điều nên trụ, như vậy mà hành, như vậy mà trụ, không sanh khởi hủy phạm, đây gọi là Bồ Tát mọi thời đều thực hành hạnh không phóng dật. Lại chư Bồ Tát trụ luật nghi giới, tự ẩn giấu việc thiện của mình, phát lộ việc ác, kham nhẫn các khổ, ít muốn vui đủ, tánh không lo âu, không trạo cử, không xao động, uy nghi tịch tĩnh, xa lìa dối trá, xa lìa tất cả pháp, sanh khởi tà mạng. Tóm lại, chư Bồ Tát thành tựu 10 điều thì được gọi là trụ luật nghi giới. Một, không đoái luyến các dục quá khứ. Hai, không mong cầu các dục vị lai. Ba, không đắm trước các dục hiện tại. Bốn, vui hạnh viễn ly, không sanh vui đủ. Năm, năng trừ sạch các tầm tư ác, bản luận bất chánh. Sáu, không tự khinh miệt mình. 7. Tánh nhu hòa. 8. Có khả năng cảm nhẫn. 9. Không phóng dật. 10. Năng đầy đủ quỹ tắc tịnh mạng. Lại chư Bồ Tát năng an trụ nhiếp thiện pháp giới, đối với tài vật thân mạng của mình vẫn còn không nhẫn thọ sanh chút đoái luyến, hạ hướng nhiều đoái luyến. Lại đối với tất cả nhân duyên phạm giới, phiền não căn bản hay ít phần phiền não khiến phát sanh phẫn hận, Bồ Tát cũng không nhẫn thọ. Lại đối với các việc khác của người khiến phát khởi tâm khỏe hoại, tâm oán giận, Bồ Tát cũng không nhẫn thọ. Lại những lúc phát khởi tâm giải đãi lười biếng, Bồ Tát cũng không nhẫn thọ. Lại những lúc phát khởi tâm đắm trước mùi vị đẳng trí, phiền não của đẳng trí, Bồ Tát cũng không nhẫn thọ. Lại chư Bồ Tát năng như thật rõ biết năm việc. Một, như thật rõ biết thủ thắng lợi ích của quả thiện. Hai, như thật rõ biết nhân thiện. Ba, năng như thật biết nhân quả thiện điên đảo. Bốn, năng như thật biết nhân quả thiện không điên đảo. Như thật rõ biết thu nhiếp chướng ngại thiện pháp. Đó là chư Bồ Tát năng ở nơi quả thiện, thấy lợi ích thủ thắng to lớn, tầm cầu nhân thiện, vì nhiếp thiện nên như thật rõ biết điên đảo và không điên đảo. Do đây Bồ Tát gặt hái quả thiện, không ở nơi vô thường vọng thấy là thường, không ở nơi khổ vọng thấy là vui, không ở nơi bất tịnh vọng thấy là tịnh, không ở nơi vô ngã vọng thấy là ngã. Như thật rõ biết thấu nhiếp chướng ngại thiện pháp, vì nhiếp thiện nên nhanh chóng xa lìa. Tóm lại, Bồ Tát thành tựu 10 tướng sau được gọi là trụ nhiếp thiện pháp giới, nhanh chóng thu nhiếp tất cả chủng tướng thiện. Một, tu tập thứ lớp bố thí. Hai, tu tập thứ lớp trì giới. Ba, tu tập thứ lớp an nhẫn. Bốn, tu tập thứ lớp tinh tấn. Năm, tu tập thứ lớp thiền định. Sáu đến 10, tu tập năng chủng trí tuệ.
lại chư Bồ Tát do 11 tướng gọi là trụ. Tất cả tướng nhiều ích hữu tỉnh giới ở trong mỗi một tướng đều thành tựu tất cả chủng từ bố thí cho đến trí tuệ. Chư Bồ Tát đối với tất cả hữu tình và tất cả sự nghiệp của họ đều làm bạn trợ giúp, đó là ở nơi tính toán cân nhắc và dụng công trong công việc, thầy đều năng làm bạn trợ giúp, hoặc trên đường đi, hoặc nơi qua trốn lại, hoặc nơi sự nghiệp gia hạnh không điên đảo, hoặc bảo quản giữ gìn tài vật, hoặc hòa giải những việc đi đến chia rẽ, hoặc giúp đỡ lãnh hội nghĩa, hoặc nơi việc tu phước, thầy đều làm bạn trợ giúp. Lại đối với những khổ nạn cần cứu giúp cũng đều làm bạn trợ giúp, đó là đối với hữu tình mắc phải bệnh dịch thì ân cần phục dịch chăm sóc, đối với người mù làm kẻ dẫn đường, đối với người điếc ra hiệu khiến hiểu nghĩa, đối với người dùng tay thay lời, dùng hình ảnh dễ hiểu để giải thích nghĩa, đối với người lạc đường chỉ dẫn khiến kia biết đường, đối với người thiếu chi phần thân thể cõng họ trên vai, đối với người ngu ngốc dùng tuệ thủ thắng để dạy bảo, đối với hữu tình khổ vì tham dục trói buộc khai mở giảng giải khiến kia xa lìa khổ. Cũng vậy, đối với hữu tình bị khổ do sân khỏe, hôi trầm thụy miên, trạo cử ác tác, nghi trói buộc, Bồ Tát khai mở giảng giải khiến kia xa lìa các khổ. Đối với hữu tình bị khổ do tầm tư dục trói buộc, khai mở giảng giải khiến kia xa lìa. Như đối với sự khổ do tầm tư dục trói buộc, thì sở hữu tâm tư khỏe hại, quê hương đất nước bất tử, tương ưng khinh nhục, tương ưng dòng tộc nên biết cũng vậy. Đối với hữu tình khổ do bị người khác khinh miệt thì còi dài khiến lìa đau khổ. Đối với hữu tình khổ do đi đường mệt nhọc nên thí cho chỗ nghỉ ngơi khiến kia thân thể điều hòa mệt nhọc tan biến. Lại chư Bồ Tát về các hữu tình như lý tuyên thuyết, như đối với hữu tình vui thích làm ác vì muốn khiến kia đoạn sức hành ác nên Bồ Tát dùng văn cú tương ưng trợ bạn, tùy thuận trong sáng có dụng tương xứng hợp thuận với tư lương phần pháp vì kia tuyên thuyết, hoặc đối với hữu tình hành keo tham vì muốn khiến kia đoạn trừ hành tham cũng khéo léo vì kia tuyên thuyết, hoặc trong hiện pháp có người cầu tài bảo vì khiến kia ít tốn công sức mà thu hoạch được nhiều tài bảo, giữ gìn không bị hao mất nên biết cũng vậy, hoặc đối với người sanh lòng ganh ghét trái lìa thánh giáo chư Phật vì khiến kia sanh tín tầm thành tịnh, có cái thấy thanh tịnh, vượt qua các đường ác, dứt tận tất cả kiết sử, vượt qua tất cả khổ nên biết cũng vậy. Lại chư Bồ Tát đối với các hữu tình có ân thường hay nhớ nghĩ ân huệ, suy nghĩ tìm cách báo đáp. Khi gặp gỡ, Bồ Tát cung kính cất lời hỏi thăm tốt lành, dùng nhàn vui vẻ lời nói đùa vui, sắp xếp chỗ ngồi, dùng tài vật hoặc bằng hoặc hơn so với tài vật được bố thí trước kia mà hiện tiền cúng dường đền đáp, không được dùng tài vật thấp kém để cúng dường. Đối với sự nghiệp của họ, tuy họ không cầu thỉnh mà vẫn giúp đỡ, huống chi kia ngỏ lời khẩn cầu. Như đối với sự nghiệp, thì đối với những đau khổ, đối với việc nói như lý, đối với việc nói phương tiện, đối với những sự sợ hãi, đối với việc buồn rầu ưu não mà khai giải sầu ưu, đối với huệ thí vật dụng, đối với việc cộng trú làm nơi nương tựa, đối với việc tùy tâm chuyển, đối với việc hiển đức chân thật khiến hoàn hỷ, đối với hủy hoại tình thương mà dùng phương tiện điều phục, đối với việc hiển thần thông kinh sợ dẫn nhiếp nhiều chỗ thích hợp nên biết nói rộng cũng như vậy. Lại chư Bồ Tát đang cứu hộ tất cả hữu tình khi gặp phải nạn khiến sanh hãi sợ, đó là gặp nạn cầm thú nước lửa giặc cướp oán địch gia chủ khó khăn không sống được do tiếng tâm xấu áp lực của nhiều người, hết thảy sự sợ hãi do quỷ mị phi nhân như làm thầy chết đứng dậy, Bồ Tát đều năng cứu hộ khiến họ được an ổn. Lại chư Bồ Tát năng khéo cởi giải khiến lìa sầu ưu đối với các loại hữu tình ở nơi suy não hoặc do nương vào thân thuộc bị suy vong, như là lúc cha mẹ vợ con anh em tôi tớ thân tộc nội ngoại bạn bè tôn trưởng thần giáo quỹ phạm và các bậc tôn kính khác qua đời lưu tán, Bồ Tát khéo vì họ cởi giải khiến lìa ưu não, hoặc do nương vào tài bảo bị hao tán mất mát như là bị giặc cướp xâm đoạt hoặc bị lửa thiêu cháy hoặc bị nước cuốn trôi hoặc bị lửa gạt hoặc vì sự nghiệp thất bại suy tổn, hoặc bị người thân xấu ác ngang ngược phi lý nắm giữ, hoặc tổn thất do nhà bị cháy ở nơi hết thảy việc khiến tài bảo bị tàn hoại mất mát như vậy, Bồ Tát khéo vì họ cởi giải khiến lìa ưu não. Do nhân duyên đây, các loại hữu tình phát khởi sầu ưu theo ba cấp độ hoặc ít hoặc vừa hoặc nhiều, Bồ Tát đều năng chân tránh vì họ cởi giải. Lại trừ Bồ Tát có đầy đủ vật thực nuôi thân, nếu người đến cầu xin tùy theo nhu cầu của họ mà bố thí,
như cầu ăn cho ăn, cầu uống cho uống, cầu phương tiện cho phương tiện, cầu đầy đủ vật dụng để cho nghiêm thì cho đầy đủ vật dụng, cầu các tạp vật khác thì cho tạp vật, cầu hương xoa hoa cải thì cho hương xoa hoa cải, cầu giường ghế cho giường ghế, cầu đèn sáng cho đèn sáng. Lại trừ Bồ Tát đánh với thích nhiếp hộ tất cả hữu tình, như pháp điều phục lãnh đạo chúng, trước dùng tâm vô nhiễm cho kia nương ở, dùng tâm lần mẫn hiện làm nhiều ích, về sau như pháp cấp thí các thứ y phục uống ăn ngoạ cụ thuốc trị bệnh các tạp vật nuôi thân. Nếu Bồ Tát không có phải đến chỗ trường giả cư sĩ Bà La Môn có lòng tịnh tín mà cầu xin đáp ứng nhu cầu của kia, đối với các vật đã theo pháp như pháp thu được, Bồ Tát cùng đại chúng đồng dùng chung, không cất giấu riêng để tiêu dùng khiến hao tổn. Tùy từng giai đoạn, Bồ Tát thuận theo 8 chủng dạy trao mà tránh dạy trao, dùng 5 chủng dạy dằn mà tránh dạy dằn. Phải biết, dạy trao dạy dằn đã rộng phân biệt ở trước trong phẩm lực chủng tánh. Lại đối với các hữu tình tâm tánh hướng thiện, khi tùy chuyển tâm, Bồ Tát trước hết phải biết hoặc thể hoặc tánh của hữu tình kia, đã biết thể tánh rồi. Đối với hữu tình nên cộng trú, tức như vậy cùng kia cộng trú. Đối với hữu tình nên đồng hành, tức như vậy cùng kia đồng hành. Nếu chư Bồ Tát muốn giáo hóa hữu tình khiến họ chuyển tâm, phải quán xét sâu. Nếu sự hiện hành tướng thân ngữ của hữu tình như vậy, sẽ khiến người phát sanh yêu khổ. Yêu khổ như thế sẽ khiến kẻ kia không ra khỏi bất thiện, an trú nơi thiện. Bây giờ Bồ Tát đối với sự hiện hành thân ngữ như vậy, vì muốn hộ trì tâm người kia, nên dùng phương tiện tư duy quyết trạch, gắng sức ngăn cấm, khiến không hiện hành thân ngữ như vậy. Nếu năng khiến kẻ kia ra khỏi bất thiện, an trú nơi thiện, bây giờ đối với sự hiện hành thân ngữ như vậy, Bồ Tát trụ tâm ai mẫn không tùy chuyển tâm hữu tình, chỉ dùng phương tiện tư duy quyết trạch, gắng sức sách tấn khiến hiện hành hơn nữa. Lại trừ Bồ Tát tránh quán sát sâu, nếu sự hiện hành thuần ngữ của hữu tình này khiến hữu tình khác phát sanh yêu khổ, yêu khổ như thế sẽ không khiến người hoặc không khiến hữu tình khác hoặc không khiến cả hai ra khỏi bất thiện, an trú nơi thiện. Bây giờ đối với sự hiện hành thuần ngữ như vậy, Bồ Tát vì muốn hộ trì tâm của kia nên dùng phương tiện gắng sức tư duy quyết trạch ngàn cấm khiến không hiện hành yêu khổ như vậy. Nếu năng khiến người hoặc khiến hữu tình khác hoặc khiến cả hai ra khỏi bất thiện, an trú nơi thiện, bây giờ đối với sự hiện hành thân ngữ như vậy, Bồ Tát trụ tâm ai mẫn không tùy chuyển tâm của hữu tình kia mà dùng phương tiện tư duy quyết trạch gắng sức sách tấn khiến hiện hành hơn nữa. Lại trừ Bồ Tát quán sát sâu, nếu Bồ Tát tự mình hiện hành hai nghiệp thân ngữ sanh yêu khổ cho người, như vậy không nhiếp vào học xứ của Bồ Tát, không thuận từ lường phước đức trí tuệ, yêu khổ như thế khiến người chẳng thể ra khỏi bất thiện, an trú nơi thiện. Bây giờ đối với sự hiện hành thân ngữ như vậy, Bồ Tát hộ trì tâm người phương tiện tư duy quyết trạch, gắng sức ngăn chặn khiến không hiện hành. Trái với sự hiện hành tướng thân ngữ đây nên biết như trước, như đã rộng nói sanh khỏi sự yêu khổ, thì nói rộng cho đến sanh khỏi sự hỷ lạc tùy chỗ thích hợp phải biết cũng vậy. Lại trừ Bồ Tát tùy chuyển tâm người, biết các hữu tình khác bị oán giận trói buộc, hiện đang giận tức khó thể xả ly. Lúc bấy giờ Bồ Tát còn không được ngợi khen, hào hứng vì chê, cũng chẳng được khuyên răn khiến kia hối hận. Lại trừ Bồ Tát tùy chuyển tâm người, để người không đến thăm hỏi chuyện trò, còn phải được đến thăm hỏi chuyện trò, huống là người kia tìm đến mà Bồ Tát chẳng tiếp đón. Lại trừ Bồ Tát tùy chuyển tâm người, chọn không cố ý xúc não người, chỉ trừ khi quở trách các lỗi trái phạm. Lúc của trách phải khởi tâm từ bi, các căn tịch tịnh như lý của trách khiến điều phục kia. Lại trừ Bồ Tát tùy chuyển tâm người, chọn không được cười nhạo trách cứ, cao cử, khinh thường khiến họ xấu hổ đỏ mặt, tâm không an ổn, cũng không khiến kia sanh tâm buồn rầu dai dứt, để có khả năng hàng phục kẻ kia mà không để kia rơi vào thế thua cuộc, sanh buồn bã, áo não. Nếu hữu tình kia vì tịnh tín nên sanh lòng khiêm hạ, Bồ Tát cũng không được hiện tướng cao cử. Lại trừ Bồ Tát tùy chuyển tâm người, đối với các hữu tình chẳng nên không thân cận, chẳng nên quá thân cận, cũng chẳng được phi thời mà thân cận. Lại trừ Bồ Tát tùy chuyển tâm người, chọn không hiện tiền hủy chê điều người thích, khen ngợi điều người không thích, không được mong cầu, thọ dụng biết lượng. Nếu chẳng phải bạn thâm tình thì không được nói ra tất cả điều mong muốn chân thật của mình. Nếu trước đã hứa cúng dường vật thực cho người, chọn không được lừa dối, vì tánh tự trọng, không được đến cầu xin chỉ như pháp hiểu dụ. Lại trừ Bồ Tát tánh vui khen ngợi công đức chân thật khiến người hoan hỷ,
Đối với người hiện có đầy đủ công đức tín tâm, khen ngợi đức tín khiến kia hoàn hỷ. Đối với người có đầy đủ công đức giới, khen ngợi đức giới khiến kia hoàn hỷ. Đối với người đầy đủ công đức nghe, khen ngợi đức nghe khiến kia hoàn hỷ. Đối với người có đầy đủ công đức xả, khen ngợi đức xả khiến kia hoàn hỷ. Đối với người có đầy đủ công đức tuệ, khen ngợi đức tuệ khiến kia hoàn hỷ. Lạy trừ Bồ Tát, tánh nhiều bì mẫn, dùng pháp điều phục để điều phục hữu tình. Nếu các hữu tình có lỗi phạm phẩm hạ, Bồ Tát không tầm tổn não trong lòng thân cận yêu thương, dùng của trách phẩm hạ. Nếu các hữu tình có lỗi phạm phẩm chung, Bồ Tát không tầm tổn hại, đem lòng thân cận yêu thương, dùng của trách phẩm chung. Nếu các hữu tình có lỗi phạm phẩm thượng, Bồ Tát không tầm tổn hại, đem lòng thân cận yêu thương, dùng của trách phẩm thượng. Như pháp của trách thì pháp trị phạt cũng là như thế. Nếu các hữu tình phạm lỗi phẩm hạ phẩm chung có thể đuổi bỏ, bây giờ Bồ Tát vì muốn dạy dần kia và các hữu tình khác nên dùng tâm lân mẫn cùng tâm lợi ích tạm thời đuổi bỏ, về sau nhiếp thọ trở lại. Nếu các hữu tình phạm lỗi phẩm thượng có thể đuổi bỏ, bây giờ Bồ Tát kiên quyết xả bỏ, chẳng cho cộng chú chẳng cùng thọ dụng, vì do thương kia nên không nhiếp thọ trở lại, không khiến kẻ kia ở nơi thánh giáo phạt nhiếp lấy nhiều điều phi phước, lại cũng muốn dạy dần các hữu tình khác khiến họ được lợi ích. Lại chư Bồ Tát vì muốn nhiều ích hữu tình nên hiện lực thần thông, hoặc khiến họ khiếp sợ, hoặc để dẫn nhiếp họ. Đối với kẻ vui thích làm ác, Bồ Tát phương tiện thị hiện vô lượng quả dị thục của việc làm ác, như thị hiện các cõi ác, các địa ngục nhỏ, các địa ngục lớn, các địa ngục nóng, các địa ngục lạnh. Bồ Tát đã thị hiện cho kia thấy rồi, liền bảo rằng: người thấy đấy, vì chúng sanh kia trước đã từng gây tạo tăng trưởng việc ác trong những cõi giới khác nhau, cho nên hôm nay phải thọ quả ác báo khổ sở vô cùng, quả khổ dị thục đau đớn không thể chịu nổi. Kẻ kia nghe việc đây rồi sanh khiếp sợ nhàm chán, xả lìa các hạnh ác. Lại có một loại hữu tình không có tín tâm, Bồ Tát sống trong chúng, tùy việc hỏi han, kẻ kia lơ láo không trả lời. Bây giờ Bồ Tát hoặc hóa làm thần chấp kim cang thủ, hoặc hóa làm đại lực dược xoa có thân to lớn khiến kia khiếp sợ. Do nhân duyên đây, kia xả bỏ kiêu mạn, sanh tâm tịnh tín, cung kính thành thật trả lời. Đại chúng còn lại nghe kia thành thật trả lời cũng đều được điều phục. Hoặc Bồ Tát hiện vô lượng thần thông biến hóa, hoặc biến một làm nhiều, hoặc biến nhiều làm một, hoặc dùng thân xuyên qua vách núi, tường đá không chướng ngại. Như vậy nói rộng cho đến biến hóa thành thân phạm thế, tự tại. Bồ Tát cũng hiện vô lượng chủng thần biến sai khác, hoặc hiện nhập định hòa giới, và thị hiện hết thảy chủng chủng thần thông cùng thanh văn phương tiện dẫn nhiếp, khiến các hữu tình vui mừng nhảy nhót. Người chưa sanh tín tâm, phương tiện an đạt họ đầy đủ nơi tín. Người phạm giới, phương tiện an đạt họ đầy đủ nơi giới. Người ít lắng nghe, phương tiện an đạt họ đầy đủ nơi nghe. Người nhiều kéo lẫn, phương tiện an đạt họ đầy đủ nơi xả. Người ác tuệ, phương tiện an đạt họ đầy đủ nơi tuệ. Như vậy Bồ Tát thành tựu tất cả việc nhiều ích hữu tình giới, đây gọi là ba tạng giới của Bồ Tát, cũng gọi là tạng công đức rộng lớn vô lượng. Một tạng giới nhiếp thuộc luật nghi giới, hai tạng giới nhiếp thuộc nhiếp thiện pháp giới, ba tạng giới nhiếp thuộc nhiều ích hữu tình giới. Chư Bồ Tát ở nơi ba tạng giới, ở nơi sở học của Bồ Tát như vậy phải siêng năng tu học, hoặc người tại gia hoặc người xuất gia trước đã phát hoằng nguyện vô thượng chánh đẳng bồ đề, phải chân thành thỉnh cầu Bồ Tát đồng pháp. Họ là những bậc đã phát đại nguyện, có trí có lực, lời nói của họ năng hiển nghĩa cốt yếu, có năng lực trao cho, có năng lực khai tỏ. Trước tất cả công đức đầy đủ thù thắng của vị Bồ Tát trưởng lão như vậy, tần học Bồ Tát lễ dưới hai chân thỉnh cầu: tôi này đối trước đại đức, hoặc đối trước trưởng lão, hoặc đối trước thiện nam tử, cầu thọ tất cả tịnh giới Bồ Tát, duy nguyện không từ mỏi nhọc mà ai mẫn dạy trao cho tôi. Đã tác thỉnh lời như vậy rồi, trịch y vai phải cung kính cúng dường mười phương ba đời chư Phật Thế Tôn, chư Bồ Tát chúng đã nhập đại địa, có đại trí huệ tuệ, có đại thần lực, hiện tiền chuyên tâm nhớ nghĩ công đức của các ngài, tùy theo chỗ có lực công đức vào sanh tâm ân trọng thanh tịnh, hoặc tâm ít thanh tịnh. Đối với trước Bồ Tát có trí lực vượt hơn, thần học Bồ Tát khiêm hạ cung kính quỳ gối nơi đất. Đối với trước tượng Phật tác thỉnh như vậy: duy nguyện đại đức, hoặc duy nguyện trưởng lão, hoặc duy nguyện thiện nam tử, ai mẫn trao cho tôi tịnh giới Bồ Tát. Thỉnh như vậy rồi, tâm chuyên niệm một cảnh, trường dưỡng tâm thanh tịnh, tôi chẳng lâu sẽ được tặng công đức rộng lớn vô tận vô lượng không gì vượt hơn. Đã yên lặng tư duy nghĩa như vậy,
Bấy giờ Bồ Tát có trí có lực thấy người kia thành tâm cầu học chánh hạnh Bồ Tát, nên dùng tâm không loạn hoặc ngồi hoặc đứng mà nói lời này. Thiện nam tử lắng nghe, hoặc pháp đệ lắng nghe, ông tên là Bồ Tát chăng? Người kia đáp, đúng vậy. Bồ Tát hỏi, phát Bồ Đề nguyện chưa? Người kia đáp, đã phát rồi. Kể từ ngày hôm nay cho đến về sau, Bồ Tát hỏi, thiện nam tử hoặc pháp đệ, ông tên muốn đến chỗ ta cầu thọ tất cả học xứ Bồ Tát, cầu thọ tất cả tịnh giới Bồ Tát. Đó là luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiễu ích hữu tình giới. Học xứ như vậy, tịnh giới như vậy, tất cả Bồ Tát quá khứ đã đầy đủ, tất cả Bồ Tát vị lai sẽ đầy đủ, tất cả Bồ Tát hiện tại khắp mười phương đang đầy đủ. Học xứ đây, tịnh giới đây, quá khứ tất cả Bồ Tát đã học, vị lai tất cả Bồ Tát sẽ học, hiện tại tất cả Bồ Tát đang học. Này ông có thọ không? Người kia đáp, mô Phật thọ. Bồ Tát chuyển giới hỏi như vậy lần thứ hai, lần thứ ba. Tần học Bồ Tát đáp như vậy lần thứ hai, lần thứ ba. Như vậy Bồ Tát chuyển giới hỏi ba lần, cho đến chuyển tịnh giới ba lần. Tần học Bồ Tát cũng đáp thọ ba lần, cho đến thọ tịnh giới ba lần. Tần học Bồ Tát không rời khỏi chỗ Bồ Tát chuyển giới đối trước tượng Phật cung kính cúng dường, đảnh lễ các mười phương chư Phật cùng chư Bồ Tát hiện trụ tác bạch. Bồ Tát đây tên này ở chỗ tôi đã ba lần đáp thọ Bồ Tát giới. Bồ Tát tôi tên đã vì tần Bồ Tát ấy chứng minh duy nguyện chư Phật Bồ Tát thánh hiền bậc nhất trong mười phương thế giới, không ngàn không mé, hoặc ẩn hoặc hiện. Ở tất cả thời, tất cả hữu tình đều hiện nhận biết, cũng vì chứng minh cho Bồ Tát tên đã thọ Bồ Tát giới, tác bạch như vậy lần thứ hai, lần thứ ba. Như vậy pháp biết ma thọ Bồ Tát giới thành tựu rốt ráo. Từ đây không gián đoạn trong các mười phương thế giới chư Phật hiện trụ, không ngàn không mé. Chư Bồ Tát trước đã nhập đại địa hiện tướng pháp nhĩ, do đây chứng minh Bồ Tát như thế đã thọ tịnh giới Bồ Tát. Bây giờ tần Bồ Tát ở nơi tướng pháp nhĩ đó sanh khởi nhớ nghĩ mười phương chư Phật Thế Tôn, do nhớ nghĩ nên chánh trí kiến chuyển, do chánh trí kiến nên như thật hiểu biết tôi ở trong thế giới này, tôi là Bồ Tát tên, tôi đã đuối trước Bồ Tát kia chánh thọ tịnh giới Bồ Tát. Ở nơi tất cả Bồ Tát đã thọ giới Bồ Tát, xin xem tôi như con, như em, sanh ý thân thiện nhớ nghĩ, lân mẫn chiếu cố. Do chư Phật Bồ Tát lân mẫn chiếu cố, khiến tân học Bồ Tát mong cầu thiện pháp không thối giảm, ngày càng tăng trưởng gấp bội. Đây gọi là thọ giới Bồ Tát, tác bạch, cầu thỉnh chứng minh. Như vậy đã xong pháp yết ma thọ Bồ Tát giới. Bồ Tát truyền giới, Bồ Tát tân học hiện đầy đủ oai nghi. Đặc lễ cúng dường chư Phật Bồ Tát khắp mười phương thế giới không ngàn không mé, đảnh lễ dưới hai chân cung kính mà lui. Như vậy việc thọ luật nghi Bồ Tát giới so với tất cả việc thọ luật nghi giới khác là thủ thắng hơn cả, không gì vượt hơn, là chỗ đuổi theo của vô lượng vô biên tạng công đức lớn, là chỗ phát khởi của ý lạc thiện tâm bậc nhất tối thượng, khắp năng đối trị tất cả chủng ác hạnh của các loại hữu tình. Tất cả luật nghi biệt giải thoát so với luật nghi giới Bồ Tát đây, trăm phần chẳng kịp một, ngàn phần chẳng kịp một, số phần chẳng kịp một, kế phần chẳng kịp một, toán phần chẳng kịp một, dụ phần chẳng kịp một, ô bà ni sát đàm phần chẳng kịp một, về nhiếp thọ tất cả công đức rộng lớn vậy. Lại chư Bồ Tát lúc an trụ tịnh giới Bồ Tát như vậy, trước tự tư duy quán xét sâu kỹ, đây là việc Bồ Tát nên làm, đây là việc Bồ Tát không nên làm, đã tư duy rồi vì thành tựu xả tác chánh nghiệp, về sau nên siêng năng tu tập. Lại nề sách tấn nỗ lực lắng nghe kinh tạng Bồ Tát cùng nhau giải thích nghĩa ở nơi mà đã lý ca của kinh tạng Bồ Tát theo điều đã được nghe mà siêng năng tu học. Lại chư Bồ Tát chỉ theo tất cả người thông tuệ để cầu thọ sở thọ tịnh giới Bồ Tát, không nên theo thọ những người không tịnh tín. Vì cớ sao? Vì người đối với sở thọ tịnh giới như vậy, nếu ban đầu không tâm tin hiểu thì không thể thú nhập, không thể khéo tư duy. Lại không nên cầu thọ người keo tham, người bị keo tham che lấp, người có nhiều ham muốn, người không biết vui đủ, cũng không nên cầu thọ người không cung kính các học xứ, người hủy phạm tịnh giới, người chậm chạp ở nơi luật nghi giới. Cũng không nên cầu thọ người phẫn hận, người nhiều bất nhẫn, người phạm giới, cũng không nên cầu thọ người lười biếng, bẻ oài, giải đãi, đêm ngày vui ngủ, vui dựa, vui nằm, vui nói chuyện, vui nhóm họp, bè đảng, cũng không nên cầu thọ người trong một tâm thiện, an trụ một duyên tu tập ít ỏi, cũng không nên cầu thọ người có tâm tán loạn,
người không có ý chí, người ám muội, người ngu si, người quá yếu hèn, người phỉ báng mà đắc lý ca của kinh tạng Bồ Tát. Lại trừ Bồ Tát khi đã thọ pháp luật nghi Bồ Tát giới, thì đã thọ trì rốt ráo đối với hữu tình, không tín tâm. Hữu tình hủy báng tạng Bồ Tát, chọn không tên nói chỉ bày, cài triển. Vì cớ sao? Kẻ kia được nghe chẳng thể tin hiểu vì bị che lấp bởi đại vô tri chướng sâu dày. Do đây sẽ sanh phỉ báng nếu chư Bồ Tát an trụ luật nghi tịnh giới. Bồ Tát nên thành tựu tạng công đức rộng lớn vô lượng. Thì kẻ kia do sanh tâm phỉ báng cũng chính là sự đuổi theo tạng nghiệp vô lượng tội. Bồ Tát cho đến chưa xả bỏ hoàn toàn tất cả lời ác, kiến ác và tư duy ác, thì đối với luật nghi Bồ Tát giới đây chọn không sanh tâm chán lìa. Lại trừ Bồ Tát muốn chuyển Bồ Tát giới, trước nên vì người mà thuyết ma đắc lý ca của tạng Bồ Tát, học xứ của Bồ Tát và các tướng phạm. Người kia sau khi được nghe, dùng tuệ tự quán sát, tự suy nghĩ nơi bản thân, quyết định có ý lạc đầy đủ khám thọ Bồ Tát giới, chẳng phải vì được người khác khuyến khích, cũng chẳng phải vì hơn người. Đây gọi là Bồ Tát vững tin khám thọ luật nghi tịnh giới Bồ Tát, đã thọ giới pháp rồi, phải nên theo đó mà thọ học chân chánh. Bồ Tát an trụ luật nghi giới như vậy, có bốn pháp xứ, muốn hơn người, tội tha, thắng, những gì là bốn? Một, hoặc trừ Bồ Tát vì muốn tham cầu lợi dưỡng cung kính nên tự khen mình chê người. Đây gọi là pháp xứ muốn hơn người thứ nhất. Hai, hoặc trừ Bồ Tát hiện có tài vật riêng mà tánh bòn sẻn khi thấy hữu tình nghèo khổ bần cùng không nơi nương tựa, đến cầu xin tài vật mà không khởi tâm ái mẫn tu huệ thí. Có người đến cầu chánh pháp vì tánh sẻn tiếc đối với pháp nên tuy có pháp mà chẳng cấp thí. Đây gọi là pháp xứ muốn hơn người thứ hai. Ba, hoặc trừ Bồ Tát trường dưỡng tâm sân giận trói buộc, do nhân duyên đầy bị giận tức ngăn che, không chỉ phát lời thô ác, lại thêm dùng tay chân, giao gậy đá để thóa mạ đánh đập tổn hại, não loạn hữu tình, bên trong ý ôm lòng sân giận mãnh liệt. Nếu người phạm lỗi đến tạ lỗi, lại không chấp nhận, không bỏ qua, không xả bỏ oán giận. Đây gọi là pháp xứ muốn hơn người thứ ba. Bốn, hoặc trừ Bồ Tát hủy chê tạng Bồ Tát, vui muốn kiến lập, tuyên thuyết khai thị tường tọa chánh pháp. Pháp tường tọa đây hoặc tự mình tin lập ra hoặc từ người mà chuyển theo, đây gọi là pháp xứ muốn hơn người thứ tư. Như vậy gọi là bốn pháp muốn hơn người của Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát phạm một trong bốn pháp muốn hơn người đây, không có khả năng nhiếp thọ tăng trưởng tư lương Bồ Đề trong hiện pháp, không có khả năng khảm nghiệm ý lạc thanh tịnh trong hiện pháp, hà huống vi phạm tất cả. Đây gọi là tương tọa Bồ Tát, chẳng phải chân thật Bồ Tát. Trừ Bồ Tát nếu hủy phạm bốn pháp, muốn hơn người phẩm triển bậc uyến và bậc trung, thì chưa gọi là xả luật nghi tịnh giới Bồ Tát. Nếu hủy phạm bậc thượng, tức gọi là xả. Nếu chư Bồ Tát hiện hành hủy phạm bốn pháp muốn hơn người đây, luôn luôn hiện hành mà không thấy xấu hổ, sanh tâm ưa thích sâu, cho là thật công đức, đây gọi là phạm phẩm triển bậc thượng. Nếu Bồ Tát tạm hiện hành hủy phạm một pháp muốn hơn người, thì chưa gọi là xả bỏ luật nghi tịnh giới Bồ Tát. Nhưng nếu bí xô hủy phạm pháp muốn hơn người, tức đồng nghĩa xả bỏ biệt giải thoát giới. Nếu chư Bồ Tát do hủy phạm đây, xả bỏ luật nghi tịnh giới Bồ Tát, và trong hiện pháp lại có thể khảm nghiệm liền hoàn thọ, chẳng phải không được thọ. Nhưng bí xô trụ biệt giải thoát giới, phạm pháp muốn hơn người, ở trong hiện pháp không được khảm nghiệm liền thọ. Được có hai nhân duyên khiến xả luật nghi tịnh giới Bồ Tát. Một, xả bỏ đại nguyện vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hai, hiện hành hủy phạm pháp muốn hơn người phẩm triển bậc thượng. Trừ Bồ Tát tuy chuyển thân khắp mười phương thế giới, sanh ở chỗ nào cũng không xả luật nghi tịnh giới Bồ Tát. Do đây Bồ Tát không xả đại nguyện vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng không hiện hành hủy phạm pháp muốn hơn người phẩm triển bậc thượng. Nếu trừ Bồ Tát chuyển thân thọ sanh nơi khác, quên mất bản nguyện, được gặp bạn lành, vì kia nhắc khiến nhớ nghĩ Bồ Tát giới, Bồ Tát như vậy đã nhiều lần thọ, không phải mới thọ, cũng không phải mới đắc.